Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho Thương Nhớ Sài Gòn và Cali Sài Gòn một cái nút like và nhấn nút nhéo một cũng được, ấn vô cũng được, làm cái gì cũng được hết, miễn là subscribe cho Cali Sài Gòn là được rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Cali Sài Gòn từ bao lâu nay. Vâng, kính thưa quý vị, vây quanh qua câu chuyện của cháu Hồ Văn Cường trình diễn với danh ca Ngọc Sơn và rất nhiều ca nghệ sĩ trong đêm nhạc 19 tháng 3 vừa rồi mà chúng ta đã xem trên video. Rất là ngoạn mục và chúng ta rất mừng cho cháu sự trưởng thành và sự trở lại còn lợi hại hơn xưa của Hồ Văn Cường nữa, phải không quý vị khán giả? Vâng, hôm đó thì mình thấy FC màu xanh đọt chuối quá trời người luôn. Có nghĩa là rất nhiều người chờ đợi sự trở lại Ninh Bình của cháu Hồ Văn Cường. Đem trình diễn hôm đó, phải nói thật sự là Thanh Thảo, nữ ca sĩ Thanh Thảo đã hết lời ngợi khen cháu Hồ Văn Cường. Từ cái phong thái, từ giọng hát, cô ta cũng có thể nói rằng là trong một cái vài tháng thôi mà đã thấy cháu đã trưởng thành và thay đổi một cách rất là ngoạn mục. Và chúng ta là những người theo dõi cái bước chân của cháu Hồ Văn Cường, chúng ta cũng thấy rằng cháu có mái tóc khác nè, có bộ đồ khác nè, chững chạc hơn xưa, lấy lại tinh thần và tự tin hơn ngày xưa. Khi trình diễn trên sân khấu, cháu cũng bước tới bước lui ha, nó không còn rụt rè giống như ngày xưa, và cháu bước xuống để giao lưu cùng với khán giả cũng như bắt tay từng đại biểu, từng người ngồi cái dãy hàng mà VIP là VIP đó quý vị. Rất là hay, nhất là các bạn mà chúng ta nghe đầu tiên đó, phải nói là nhạc phẩm đó giấc ngủ đầu nôi hả. Vâng, cái lời bài hát đó bắt đầu vô là hôm nay trở về xóm làng, trở về con sông, gửi bao kỷ niệm ngày xưa. Nó như là một dấu ấn của cháu khi cháu bỏ làng quê từ lúc 13 tuổi để lên phố thị, rồi phải chịu nhiều thị phi trong cái thời gian qua. Phải trong một cuộc sống bôn ba đô thị thì cháu nó giống như là một con tầm, một cái kén tơ, nó còn rụt rè, còn sợ trước ánh đèn sân khấu. Nhưng mà thấy hôm nay cháu lấy lại phong độ và trở lại như ngày xưa thì đó là cái điều mà ai nấy đều mừng, phải quý vị ha. Vâng, ở đằng sau quý vị là sân khấu Cali Sài Gòn đang hát bài nhạc phẩm Đoạn Buồn Đêm Mưa ở trong một cái phòng trà nhỏ nhỏ cuối tuần cho những người sồn sồn lớn tuổi họ ra đây. Thứ nhất là cái phòng trà nhỏ nhỏ này, họ không phải là mình quảng cáo cho họ, nhưng mà mình muốn nói là nó có giống như cái nhà hàng vậy đó, rồi có người ta mướn mà cuối tuần, rồi có phần ăn, rồi chúng ta mua vé vô ăn uống, rồi chúng ta exercise, tập thể dục. Thay vì tập thể dục một mình buồn, ra đây nhiều người tập thể dục cho nó vui, chứ không có gì hết trơn đâu các bạn ơi. Hát cho nhau nghe thôi vậy thôi à. Vâng, quay trở lại câu chuyện của cháu Hồ Văn Cường thì đâu đó chúng ta cũng vẫn nghe một vài Antifa vẫn liên tục tấn công cháu, mà có một số khán giả cứ nói rằng với mình là thôi nghe chi cho nó mệt óc. Vâng, mình nghe rất là bức xúc, mình chỉ nghe một phút hai phút hay là càng nghe thì càng tiêu cực và chúng ta nó phát cáo lên liền. Nhưng mà chúng ta không nghe thì chúng ta không có phản biện kịp thời, chúng ta không biết họ đang nói cái gì và họ đang dẫn dắt câu chuyện đi xa quá luôn á. Rồi nhiều người tin lầm những đầu môi chất lưỡi của họ, nhiều khi họ nói câu chuyện rất là vĩ mô nhưng thật ra nó chỉ là vô mỹ mà thôi. Chúng ta phải phản biện kịp thời, chúng ta phải giám sát họ quý vị. Vâng, chúng ta phải theo dõi giống như là phim mà trên từng cây số của Ba Lan hay Đức gì, Ba Lan gì mình nhớ, trên từng cây số phải giám sát họ, theo dõi họ, cái họ nói cái gì chặt ngang liền, họ nói cái gì không đúng mình bẻ gãy liền, không cho họ có cái nhịp cầu nối với những khán giả mà chưa hiểu về cháu Hồ Văn Cường cũng như là gia đình cháu Hồ Văn Cường. Họ luôn luôn vu khống, cái vu khống này không phải chỉ có nữ mà thôi và cũng có cả nam nữa. Đây một YouTube ở hải ngoại luôn luôn đúng là cũng xéo sắc với cháu Hồ Văn Cường, mà chúng ta nghe thử ha, coi cái bạn trẻ này nói cái gì ha, coi có đúng sự thật không quý vị ha. Vừa qua thì con Trung cũng đưa cái tin các bạn là nó đánh chị Thu, cái là đánh mẹ ruột, có đó là có thật. Thì nó vì cái gì? Nó cũng vì tiền. Các bạn có thấy là một sự vu khống trắng trợn không?
Các bạn có tin rằng cháu Hồ Văn Cường đánh mẹ mình không? Để vì tiền. Như là YouTuber này nói. Cái YouTuber này tôi không biết anh chàng này phải nói rằng là cái kịch bản nó không có cái logic gì hết. Và cái sự dẫn dắt câu chuyện này nó đi quá tầm tay với nữa rồi. Nó giống như là một cái giấc ngủ mà cái cậu này đã bị đánh cắp từ bao lâu nay, cho nên trí nhớ và trí óc của cậu ta nó còn mập mờ giữa hiện thực và trong giấc mơ, hay là những gì cậu ta được nói để có ai đó phù hộ, phụ thêm một chút xíu tiền bạc cho cuộc sống nó khá giả hơn. Và chúng ta hãy nghe lại nữa nha. Tại sao Bộ Thị lên nói này, Ngọc Sơn nói kia, nói thì không sao mà đến độ khi mà chị Thu, tức là mẹ ruột nó mà nói một phát là bắt đầu là nó quay, nó đá vào lái liền, nó đá vào lái thì nó đá vô ngực chị Thu, tới bây giờ ăn còn không được luôn đó bạn. Một đứa cháu khi mà đứng hát chung với lại Ngọc Sơn và những người lớn tuổi khác, cháu còn không dám đứng ngang hàng, cho đứng lùi lại một hai bước, cho mãi đến khi Ngọc Sơn mắc lại, kéo lại sát Ngọc Sơn, ăn nói lúc nào cũng cúi đầu chào, lúc nào cũng khoanh tay lễ phép. Nhưng mà cái cậu trẻ này nói rằng Hồ Văn Cường đánh mẹ, đúng là cậu này trời đánh thánh âm nè. Mình phải nói thật sự một câu: vu oan vu khống, bịa đặt, xôi xỉa, rồi đặt điều câu chuyện, không biết cô lấy ở đâu ra, chứng minh đi. Nói rằng cô Thu ăn không được vì bị Hồ Văn Cường đá một cái ngay ngực. Tôi công nhận cái nha. Vâng, thì hôm nay Cali Sài Gòn cũng trước khi đi đến câu chuyện thì cũng xin mời quý vị hãy mua dùm thuốc. Tại vì Cali lúc này cũng bán hàng online. Và những cái mặt hàng này cũng đặc biệt không à, cho dành cho những người đặc biệt. Thứ nhất là nó hơi có bị tâm thần và hơi là não cũng không có được bình thường nữa, vì họ cũng có đôi lần chấp té, đầu thì đập xuống sàn nhà hay là té vô giếng, đi đường trơn mưa cho ướt á quý vị. Ở đâu đó Canada hay là ở Mỹ, nhiều khi chỗ dùng xứ tuyết á, đi cái không cẩn thận đó, nhất là những người ăn nói hàm hồ thì nó vậy đó, hay đi bị té hoài. Đây Cali Sài Gòn có bán thuốc bại não. Thuốc bại não nha, uống vô một ngày uống 3 viên thôi. Nếu mà hơi bị hư nhiều thì uống 4 viên cũng được. Dạ, uống liên tiếp một tuần lễ là quý vị thấy thay đổi liền. Ở đây là thuốc bại não nha. Còn thuốc này là vitamin. Vitamin uống vào một ngày 5 lần để cho trí nhớ nó minh mẫn hơn, được thông minh hơn chút xíu, và cảm thấy rằng mình nhớ những cái chuyện gì mình mới vừa hôm qua mình nói, mình đặt điều thì hôm nay thì mình nên sửa chữa lại. Hai cái loại thuốc này nếu mà gặp bệnh nhân đặc biệt á, những bệnh nhân mà phải cần thật biệt với cậu trẻ này thì mình hoàn toàn cho không luôn. Đưa địa chỉ này mình sẽ gửi về tận nơi. Tại vì mình cảm thấy rằng cái trí nhớ, cái não của cậu này thì chưa có được thông lắm. Mình cũng thông cảm dùng nha quý vị ha. Nhiều khi con người mà chưa uống thuốc á, thì họ nói chuyện vậy, họ có thuốc uống rồi thì họ nói chuyện khác. Cho nên ai cần thì mình bán hàng online qua, gửi về cho quý vị. Còn nếu mà nặng như cậu này, thôi mình thông cảm đi, gửi tặng nha quý vị ha. Dạ, nó cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nhớ uống nha. Nhớ cho cái địa chỉ, rồi số phone, địa chỉ trong đây, rồi cho mình gửi về. Tội lắm, giờ nhiều người nó điên điên khùng khùng lắm á quý vị ơi, cũng thông cảm đi. Thời buổi này vậy, stress nhiều lắm, làm ăn khó khăn, cho nên chửi bắt chấp, lên cứ gặp là chửi, lên là gặp là chửi. Chửi có tiền mà, thành thử ra làm gì mà không chửi được. Rồi cuối cùng làm gì? Mang khẩu nghiệp. Khổ lắm. Bây giờ chúng ta nghe nữa nha. À, bây giờ ăn cũng không được luôn á. Thì cái vấn đề bây giờ là tiền, tất cả vì tiền thôi. Rồi các bạn thấy đó, quả báo tới. Mình không thấy fan Hồ Văn Cường hay là Bồng Thủy hay gì đó mà giúp đỡ cha mẹ Hồ Văn Cường. Bởi vì các bạn biết đó, nếu mà thương gì vậy? Tôi nói rồi nghe, cho địa chỉ tôi gửi về thuốc bổ cho uống nha. Thuốc bổ não, bổ óc, bổ tim. Thuốc này trị bá bệnh luôn. Nếu mà không có bác sĩ nào mà có cho cái to này đâu. Ăn nói mà lẹo lự là xào sự á, uống thuốc này nó tỉnh táo hơn chút xíu nữa. Hỏi quý vị, hết vu oan vu khống cho cháu Hồ Văn Cường.
rồi bắt đầu nói tới cha mẹ Hồ Văn Cường. Nói cha mẹ Hồ Văn Cường á là đi xin việc làm không ai cho hết. Tại vì sao? Tại vì trong gia đình có đứa con ăn cháo đá bát, và ba Hồ Văn Cường là quan hệ với lại xã hội đen, còn mẹ Hồ Văn Cường cũng là đánh đề ăn nhậu này kia nọ. Tôi không biết cậu này lấy những câu chuyện đó ở đâu ra làm một đề tài mà quý vị thấy rằng đúng thật sự là câu view, câu like. Đây là cái nghiệp, nghiệp sẽ tới trong một ngày rất là gần. Tôi không chù rủa ai, nhưng mà tôi rất ghét những người đặt điều vu khống cho những người hiền lành, những người thấp cổ bé mình, những người người ta không thể lên trên đây để người ta phản biện lại hoặc người ta phân trần lợi lực cái cuộc sống người ta. Nhưng mà cậu này thì không, cậu có một cái kênh YouTube, có một cái kênh YouTube đáng lẽ làm phải truyền đạt lại những tình yêu thương lan tỏa cho tất cả mọi người. Mặc dầu chúng ta không làm được 100%, nhưng mà chúng ta cũng thể làm được 50%, 30%. Tại sao tình thương yêu chúng ta không đem đến mà chúng ta chỉ gieo đến cho thiên hạ những cái buồn phiền, những cái rắc rối mà do chính bản thân và chính cái miệng của chúng ta là đưa ra mà thôi. Mà phải chi mà đó là sự thật thì không nói gì, mà tất tà cả toàn là khoác lác, toàn là bị đặt không. Quý vị có thấy có bức xúc lắm không? Tôi nghe tôi còn bức xúc đây nữa, đừng nói chi là nếu mà cha mẹ Hồ Văn Cường mà nghe như vậy, phải không? Vâng, bây giờ chúng ta nghe một đoạn nữa coi cậu này nói gì nữa nha. Gia đình đại khái là bây giờ mình nói chung là thương gia đình Hồ Văn Cường thì phải phải thương cho hết, phải thương cho trọn và phải giúp tới cùng. Cũng giống như là họ nói là cho Hồ Văn Cường mười mấy tỷ, xây nhà cho Hồ Văn Cường mười mấy tỷ, cho tới bây giờ cha mẹ Hồ Văn Cường, mình nói chung là cha mẹ Hồ Văn Cường đi xin việc làm, đi xin việc làm sao? Đúng là cái này gọi là bố láo, khoác lác quá. Bầu Thị có bao giờ nói một câu là cho mười mấy tỷ đâu? Không thể nhịn được đâu các bạn, không thể nhịn được đâu. Con người tráo trở miệng ngoài, Bầu Thị người ta nói rằng người ta hỗ trợ xây nhà chứ người ta chưa bao giờ nói cho mười mấy tỷ chân á, phải không? Những con người này không thể nào mà chúng ta nhẫn nhịn được nữa. Nếu mà YouTube có thể có cái sự mà theo dõi giám sát, chúng ta chặn đứng ngay và chúng ta cần nên chỉnh đốn lại. Và quý vị thấy có cái ba gạch ở bên sông tay phải tay trái đấy, quý vị có thể vô report những gì mà cậu trẻ này hàm hồ và nói láo vu khống cho người ta, không quý vị ha. Bầu Thị chỉ nói là hỗ trợ để xây nhà cho Hồ Văn Cường, nhưng nên nhớ rằng, cậu nên nhớ rằng Hồ Văn Cường rất cảm ơn và từ chối vì cháu không muốn những cái tiếng thị phi dành cho cháu nữa và Bầu Thị nữa, và cháu đã muốn đứng lên bằng tiếng hát của mình, đi bằng đôi chân của mình và kiếm tiền bằng đôi tay của mình để làm gì? Để xây nhà và để gây dựng lại cơ ngơi cho cha mẹ của mình. Đó cũng là nơi cái nhà mà tổ tiên, ông nội, bà nội đã cho cha gia đình của cháu ở. Nếu mà cháu biết như vậy, một đứa bé lúc đó mới có 18 tuổi mà nó đã biết tự trọng, nó biết đi bằng đôi chân của mình, thì chúng ta còn phải là mừng cho nó nữa, phải quý vị? Chứ tại sao mà chúng ta lại càng hàng ngày chúng ta lại lên đây xéo sắc với nó, đem những chuyện không có để đặt vào câu chuyện cho gia đình của cháu Hồ Văn Cường. Hỏi lương tâm đi, có sai hay không? Hỏi lương tâm thử, mình đã làm gì gia đình cháu Hồ Văn Cường? Cháu Hồ Văn Cường đâu có đá đổ chén cơm của bạn đâu. Hồ Văn Cường đâu bao giờ nói xấu gia đình bạn đâu. Nó chưa bao giờ nói xấu cha mẹ, ông bà của bạn. Tại sao bạn làm điều đó với là một đứa nó vẫn im lặng và không bao giờ nghĩ tới hai chữ phản biện, chứ đừng nói là nghĩ tới trả thù. Bạn có thấy xấu hổ không? Mình lớn hơn nó rất nhiều, có thể là cha, chú của nó luôn được nữa. Nhưng mà mình đã làm gì ngoài sự bôi nhọ để kiếm tiền trên YouTube? Có thấy xấu hổ lắm không? Có thấy công bằng cho một đứa trẻ 18, 19 tuổi như thế hay không? Các bạn tự hỏi lương tâm của mình đi nha. Bây giờ chúng ta nghe một đoạn nữa thôi, chứ nghe hoài nhức óc mệt lắm. Đây là nó nhỏ con đó. Nó mà nó mình lớn con hay là nó mà này kia đi, nó đang hiếp người ta ghê lắm. Cao 1m50, cao 1m50 thôi, cao 1m50 mà đàn ông mà ca sĩ mà cao 1m50 mà lùn như vậy mà
May là nó lưng nó nhỏ con, nó nhỏ xíu đó. Mà nó mà bự là mày mệt cái nó thật với các bạn vậy đó. Thử nó mày mét, mét 7, mét 8 đi, biết liền rồi. À, lấy chiều cao của cháu Hồ Văn Cường ra để nói. À, mà câu này nói chuyện lúc nào cũng mẹ 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 mẹ, nói chuyện rất là mất văn hóa, rất kém văn hóa. À, hay chữ thề. Lấy chiều cao của Hồ Văn Cường nói thì cháu 18 tuổi, 19 tuổi thì sợ độ cả, nếu mà mình phải nói là trong cái thời gian mà 15 tới 18 tới 18 tuổi, cái sự tiến độ về chiều cao và thể hình của cháu thì rất kém. À, nó hơi thấp và hơi ốm. Nhưng mà cháu còn tới 24 tuổi lần. Tôi nhớ hồi lúc mà tôi 19, 20 tôi vẫn còn cao, cao cho tới 20 mấy tuổi luôn. Nếu mà cái thời gian đó mà ăn uống điều độ, phong thái, rồi tập gym, rồi đại khái là uống vitamin, vitamin C đại khái là gì á, thì chiều cao vẫn cao cho tới 23, 24 tuổi luôn. Còn các cậu này thì tôi thấy cậu này còn không biết, cậu này thì tôi nhìn cái tướng chắc không cao lắm đâu, đứng thì chắc còn thấp hơn vai tôi nữa. Nếu mà cháu Cường còn 3-4 năm nữa thì cháu Cường chắc chắn sẽ cao hơn cậu này. Thì đến lúc đó thì cậu nên có một cái nhìn khác, và có nên có một cái lời xin lỗi, apologize for cái chiều cao của mình, mà so sánh với lại cháu Hồ Văn Cường. Tôi thấy cậu cũng lùn lắm chứ không có cao lắm. Nhớ uống thuốc bổ nha, cho nó tứ đại mạch gì đó nó không hết. Còn đây là thuốc bổ cho óc não, nên uống, cần uống. Người ta uống 3 viên, cậu nên uống tơ 6 viên. Tại vì mình không được bình thường thì mình phải uống nó nhiều hơn. Vâng, thôi mình nghe mấy cái lời mà xúc phạm đến gia đình cháu Hồ Văn Cường đó, mình bực bội lắm quý vị ơi. Nghe nghe nó không có, mình họ nghe họ mình tiêu cực liền à. Đến họ mất công mình quạo lên nữa. Thôi bây giờ mình đọc những lời bình luận đi, cho nó khuây khỏa các bạn ha. Lúc nào mình cũng thích những lời bình luận của quý vị, để cho tâm hồn nó yêu đời hơn chút xíu, phải không ạ? Chứ mà mình theo dõi mấy người sân si này là mình hồi mình đọc, mình nghe nữa, mình dễ tiêu cực lắm. Vâng, sáu cô có lời bình luận. Cháu Cường hát rất hay, lại hiền lành, không sân si, nên càng được nhiều người yêu thương. Vâng, đúng vậy. Stockton, California, cách 45 phút. Cảm ơn bạn Stockton ở City nha. Chị Vân Phan, ngày nay khi nhiều người phàn nàn về đạo đức suy đồi, mà Cường có những cử chỉ và hành động là mình cảm thấy tình yêu vẫn đẹp sao. Số 1, người chê bai cha mẹ Cường quê mùa, nào vô học thức, tại sao họ dạy dỗ được một đứa con là cậu Út gò công lễ phép như vậy, ý thức như vậy. Mình nghĩ Cường chắc nhờ phước đức ông bà để lại giúp Cường vượt qua kiếp nạn này đó anh Cali ơi. Bình Yên Lê, tôi vẫn nhớ lời của Văn Mai Hương nói, tôi cảm ơn mẹ cháu Hồ Văn Cường đã sinh ra một đứa cháu như Hồ Văn Cường, có một giọng hát rất cảm xúc, len lén đi vào lòng người. Tôi theo dõi cháu Hồ Văn Cường hát hay, giọng ca ngọt ngào, tình cảm ấm áp, nhẹ nhàng, bay bổng, thích nghe quá. Chỉ mỗi câu mãi yêu và ủng hộ cho cháu. Vâng, Vân Mai Hương có nói một câu là cảm ơn mẹ của Hồ Văn Cường đã sinh ra một đứa con như vậy. Trang Hồ có những câu thơ như thế này. Nhà thơ cũng có nhà thơ không? Vâng, Trang Hồ thì có biết này. Thơ tôi viết vì họ làm tim em tôi đau, thơ tôi hay vì tim tôi nhói một nhịp, thơ tôi viết không chút chải nhưng vẫn đậm, tình có người dân Việt thương thôi. Thôi đi nhé, kẻ đáng thương giờ đã thấu, 6 năm rồi cứ ngỡ chim bao. Em tôi mơ xóa nghèo là không tội, lỗi là chỗ kẻ gian ai lường được. Bước chân đi em tôi nào có hiểu, chúng đô thành nào em tôi có biết chi đâu. Dẫu đường đời đi lạc lối, nhầm người đời cũng dài, em tôi nhiều lắm đó. Tôi cảm ơn tất cả vì nước mắt, nước mắt cùng mặn. Hãy dừng nhé, đừng hại nhau nữa, trái tim nhỏ tan vỡ mới đã nhầu,
tôi sẽ vuốt sang trang vở mới để bài dân ca đậm thêm tình dân Việt. Hi hi hi, hết rồi. Vâng, bài thơ này thì giống như là thể thơ tự do vậy đó các bạn. Mình viết sao, nghĩ sao cũng được. Hương Nguyễn, chú nói hay quá, Cường càng ngày càng hát hay, cháu nghe nổi da gà luôn. Nghe đi nghe lại cũng không chán, đúng là không hổ danh là sứ giả cảm xúc đó chú. Vâng, cảm ơn Hương Nguyễn rất nhiều. Dĩ nhiên rồi, theo danh ca Ngọc Sơn mà, thì dĩ nhiên danh sư thì sức cao độ, phải không quý vị? Lan Ly Ngọc, cảm ơn anh Cali Sài Gòn nói rất đúng. Mình cũng để ý lúc cháu đứng hát rất có ý, luôn luôn lùi lại đằng sau cách Ngọc Sơn, nhưng nhạc sĩ lại đưa tay hướng về hiệu để cho cháu đứng gần, thấy cháu rất là lịch sự lễ phép. Bởi động tác xóa đầu các đứa bé lên tặng hoa rất đáng yêu. Nói chung là cháu rất đáng được nhận tình yêu thương của mọi người. Bởi Trần Thị, cháu Cường hát bài nào cũng hay, nghe mãi càng hay hơn, có lẽ là tình thương yêu của cháu nhiều lắm. Ngoan học giỏi, hát hay, nói chung ai cũng yêu mến cháu cả. Thanh Tiền Dương, có vai thì có trả, gieo nhân nào thì gặp quả ấy, những YouTuber bẩn chờ cơ hội có thông tin liên quan đến cháu Cường là câu like, câu view. Thật tiếc cho họ vì thu nhập mà bất chấp, đâu là sự thật. Họ không nghĩ đến hậu quả khi tạo nghiệp. Dù cho thế nào thì cháu cũng vẫn được nhiều người yêu quý. Mỹ An Trần, càng vùi dập con Hồ Văn Cường thì con càng nổi và được biết bao nhiêu người yêu thương. Bớt sân si đi, để phút đó cho con cái sẽ tốt hơn đó. Cảm ơn tất cả quý vị đã bên vực và bảo vệ cho cháu Hồ Văn Cường. Anh Thạnh thì hôm nay cũng có biết như thế này. Đúng rồi anh ơi, anh hiểu ý mình. Nói kênh đó để anh nghe thử. Nếu như anh chưa nghe hoặc từng đã nghe qua, không phải mình muốn anh nói trên mạng, nói tên những người đó đâu. Vâng, thì anh Thành có một lần là có nhắc những cái kênh mà bưu xấu hoặc là nhục mạ gia đình cháu Cường đó, thì mình không có muốn PR cho họ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình cũng không muốn nhắc tên họ trong cái YouTube của mình quý vị. Cuộc sống này đã khổ lắm rồi, mất mát đau thương lắm rồi, ta còn lại đây không biết trân quý mình. Yêu thương nhau, mừng cho nhau, lại chà đạp người này xuống, đưa người kia lên. Sao ta không xây dựng với nhau cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Nói chi từ lương lóng chửi nhau, cho mình là chính nghĩa. Thời đại yên lành chỉ có chính phủ mà thôi, làm gì có chính nghĩa ở đây. Hạ hạ xuống đi. Chào anh Cali, tôi Thạnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Huệ Nguyễn Thị Thái, một câu đơn giản thôi nhưng mà rất là vui cho cháu Cường cũng như mọi người mà gọi là FC của cháu. Cảm ơn Cali đã chia sẻ, tâm hồn của cháu Cường rất là thánh thiện, thật là xúc động. Phương Hà, thì những lần trước mình có đề cập đến một hai YouTuber ở Việt Nam mà những câu mà nó rất là đánh đá, cho nên mình phải gửi đồ móc lỗ tai nè, về móc lỗ tai để nghe lại âm thanh khi cháu hát, hoặc là gửi cho kính chiến yêu để coi show lại mình như thế nào. Thì Phương Hà có viết rằng là bà này bệnh tâm thần rồi anh Cali ơi, cảm ơn phân tích rất tuyệt vời. Có một số người bây giờ thấy cháu Cường nổi tiếng tức ối máu vì Cường được FC cộng đồng mạng thương yêu mãi mãi. Triệu Triệu Lai, bác Bầu Thị và Ngọc Sơn, Văn Cường hát hay quá, tuyệt đỉnh luôn. Nhờ có hai ông mà Cường được tỏa sáng ở Ninh Bình. Cảm ơn Bầu Thị và Ngọc Sơn. Vâng, danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thị đã hết mình đỡ đần cho cháu Hồ Văn Cường, giống như là hai ông bụt giữa đời thường, phải quý vị ha. Thị Tuyết Xuân Lê, anh Cali Sài Gòn ơi, chính tôi và cháu không bà con thân thiết mà vẫn khoanh tay cúi đầu chào, không bao giờ quên được ngày đó. Nhớ hàm răng khểnh, nước da ngâm, làm sao mà quên được khi cháu gặp sóng gió ập đến, tôi rất đau lòng. Ồ, thì ra là
Chị Thị Tuyết Sương Lê này đã gặp cháu Cường hồi lâu rồi và quanh tay chào lễ phép cho nên chị rất còn nhớ mãi. Cảm ơn anh đã luôn ủng hộ và yêu thương cháu Cường. Nó phải đi theo trình tự thời gian dài vì cháu còn nhỏ. Anh Cali Sài Gòn à. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe và vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Vâng, cảm ơn chị thật nhiều. Vâng, ở trên đây thì mình cũng nhận được những lời cảm ơn và những lời chúc như cơn mưa vậy. Vâng, cảm ơn tất cả các vị khán giả, ông bà, chú bác, cô, anh chị hết đã luôn luôn ủng hộ cho cái kênh Cali Sài Gòn và lúc nào cũng nhấn nút like và cũng đăng ký giùm mình. Đây là một cái động lực mà để cho mình làm những cái video để gửi đến tất cả quý vị. Hà Nguyên Thị, ca sĩ Thanh Thảo nói bài Đừng Nói Xa Nhau của bé Cường cà rất hay. Tôi rất thích chiếc bài Đừng Nói Xa Nhau vì nghe rụng rúng luôn. Hay tuyệt vời. Hồi đó giờ mình không thích bài Đừng Nói Xa Nhau, nhưng khi bé Cường ca bài này thì mình rất thích, yêu Cường quá đi. Vâng, có nhiều bài hát chúng ta không để ý tới và chúng ta chưa nghe ca sĩ nào mà chạm tới hát, chạm tới trái tim chúng ta. Nhưng có nhiều nhạc phẩm nó đã được sống lại nhờ chính ca sĩ đó hát mà chúng ta tự nhiên cảm thấy yêu thương cái nhạc phẩm đó. Cũng như là Đừng Nói Xa Nhau, nhạc của Châu Kỳ mà cháu Hồ Văn Cường đã trình bày 19 tháng 3 vừa rồi. Nó làm sống đi nhạc phẩm đó và làm cho nhiều người tự nhiên bây giờ thích ca bài Đừng Nói Xa Nhau. Hôm nào mình cũng karaoke Đừng Nói Xa Nhau nghe quý vị. Mình ca thì không có hay, nhưng mà mong quý vị ủng hộ nha. Đừng có ném gạch là được rồi. Thôi kệ, ném gạch thì mình xây nhà, ném cà chua thì mình học cách chua. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ những sự bức xúc mà chúng ta thường thấy nhan nhản ở đâu đó. Những YouTuber vẫn bất chấp những sự thật mà đi cà khịa với cháu hàng ngày như vậy. Cháu càng nổi tiếng thì họ càng đâm ra giống như là gan ăn tức ở vậy. Thôi, gan ăn tức ở gì? Phải không? Cho hai chai thuốc nè, uống cho thông não rồi bớt xàm, bớt chém gió với người ta nha. Cháu nó còn nhỏ lắm, tha cho nó đi, thông cảm. Thôi giờ năn nỉ, tha cho nó đi nha. Mình lớn rồi, bậc cha chú rồi, đi cà khịa với mấy đứa nhỏ hoài làm gì? Không có quý vị ha. Ok, uống hết thông báo cho tôi gửi thêm một chai nữa. Uống chừng nào hết mà thôi, không hết tôi mua vé máy bay cho về Việt Nam, vô Biên Hòa trị bệnh, ở đó có nhiều bạn hơn. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ. Nếu thấy thông tin nhiều ít thì bấm like và nhấn đăng ký kênh cho Thương Nhớ Sài Gòn cũng như Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều và xin hẹn lại một video clip lần sau. Xin chào, bye bye.